súp bắp hải sản, nóng sốt tuy quen mà lạ. Chỉ riêng bắp là đã tạo nên sự ngọt ngào cho món ăn, nay lại kết hợp cùng với các nguyên liệu như nấm, cua, cồi sò, thì thật đáng chờ đợi phải không nào? Đầu tiên, bao giờ cũng thế, nhanh tay sơ chế các nguyên liệu, làm sạch rồi tách lấy thịt cua và cồi sò, cắt nhỏ thành cua và nấm như thế này nha. Giờ thì bắt tay vào nấu thôi. Cho bắp vào nồi nước sôi nấu cho đến khi vừa chín tới thì cho cua, cồi sò, nấm, thanh cua, để một ít gia vị cho nồi súp thêm đậm vị. Kế tiếp là cho thêm bột năng pha nước để tạo độ đặc sánh hấp dẫn nhé. Chào ôi, trông ngon lành chưa kìa, phải thưởng thức ngay thôi. Ấy ấy, khoan đã, chưa xong đâu nha, còn phải cho thêm trứng gà vào. Mà nhớ là vừa đổ vừa khuấy đều tay, để nên vân trứng như vân mây cho đẹp mắt nhé. Nhỏ thêm vài giọt dầu me là nồi súp ngay lập tức dậy mùi thêm gấp bội. Cho súp ra chén, rắc xíu tiêu cay cay, thêm cọng ngò thơm thơm là bạn đã có thể thưởng thức món súp nghi ngút khói.